Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tô màu trên một quả thanh long rất là to này. Hãy cùng tô với mình nhé. Các bạn đừng xem hết video để xem thành quả của mình nhé.
chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh một quả thanh long rất là to. Với cách phối màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu rồi tiếp theo nha.